Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai một lần nữa lại bày tỏ thái độ khinh lờn vị bộ trưởng tư pháp của chính mình liên quan đến cuộc điều tra Nga và gọi ông Jeff Sessions là người trong hoàn cảnh khốn khó. Tại sao các ủy ban và điều tra viên và dĩ nhiên là cả bộ trưởng bộ tư pháp đang gặp khốn khó của chúng ta không xem xét các tội phạm của kẻ gian xảo Hillary và mối liên hệ với Nga? Đây là lời phê bình mới nhất của ông Trump nhắm vào ông Sessions chỉ trong ít ngày nay. Hồi tuần qua trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ New York Times, ông Trump đã đả kích việc ông Sessions rút khỏi cuộc điều tra về việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016. Ông Trump nói rằng nếu biết vậy ông đã không đề cử ông Sessions vào chức vụ này. Nguồn tin từ SEO hôm thứ Hai cũng cho hay là Tổng thống Trump hiện đang tính đến việc thay ông Sessions bằng một người được coi là rất trung thành với ông, là cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, bản tin của tờ USA Today cho hay như vậy. Tờ Bạch Ốc hồi tuần qua nói rằng ông Trump vẫn còn tin tưởng nơi ông Sessions. Cá nhân ông Sessions thì cho hay là ông sẽ ở lại chức vụ khi nào vẫn còn thấy phù hợp. Tổng thống Donald Trump đã nói trong bài phỏng vấn được New York Times đăng tải vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Ông nói rằng ông Jeff Sessions nhận công việc, bắt tay vào làm việc rồi tự loại mình ra. Điều này nói thực là tôi cho là rất không công bằng đối với một tổng thống. Theo CNN, phát biểu của ông Trump cho thấy là sự bất mãn lạ thường của Tổng thống Mỹ đối với quan chức chấp pháp hàng đầu của nước này. Ông Sessions là một trong những người ủng hộ ông Trump sớm nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái. Làm sao anh có thể nhận lấy một công việc mà rồi bỏ đó cho người khác làm? Nếu ông ấy tự loại mình ra trước khi nhận việc, tôi sẽ nói là cảm ơn Sessions, nhưng tôi sẽ không chỉ định anh. Điều đó vô cùng không công bằng với tổng thống, mà nói vậy là còn nhẹ đấy. Tổng thống Donald Trump nói như vậy. Trước khi ông Trump được Đảng Cộng Hòa đề cử trong cuộc đua đến Nhà Trắng năm ngoái, ông Sessions là thượng nghị sĩ đương nhiệm đầu tiên ủng hộ vị tỷ phú trở thành tổng thống. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người dường như đã dần trở nên nguội lạnh sau khi ông Trump nhậm chức. Vào hồi tháng 6, cả CNN và New York Times đều loan tin rằng là Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp của ông đã có những tranh luận nảy lửa dẫn tới việc ông Sessions đề nghị từ chức. Tuy nhiên, ông Trump đã không chấp thuận đề nghị này. Theo các nguồn tin, căng thẳng giữa ông Trump và ông Sessions đã gia tăng trong nhiều tuần trước đó. Vị Bộ trưởng Tư pháp đã nói với Tổng thống Mỹ rằng ông cần được tự do để hoàn thành công việc của mình và ông có thể từ chức nếu như đó là điều ông Trump muốn. New York Times cho hay là Tổng thống Donald Trump đã từng nổi giận với ông Sessions khi vị Bộ trưởng xin rút khỏi các cuộc điều tra liên quan đến Nga do Bộ trưởng Tư pháp tiến hành để tránh xung đột lợi ích. Ông Trump cũng từng quy trách nhiệm cho ông Sessions về sự thất bại của lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư. Trong khi đó, Bộ trưởng Sessions đã từng tỏ ra thất vọng về ông Trump hồi tháng 3 khi Tổng thống Mỹ chọn Thống đốc New Jersey Chris Christie lãnh đạo nhóm xử lý cuộc khủng hoảng chất gây nghiện mà không tham vấn Bộ Tư pháp. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh. Để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh, xin trân trọng.